gọi cho cái số này thì 400.000 một cây theo luống, mua lẻ không phải giá ý. Các ông mua lẻ thì không bao giờ được. Cao cây thì nó như thế này, từ các luống này bán rồi chỉ còn hai luống này thôi. Đấy, cao cây như thế này là nó cao khoảng 2 mét, cả bầu khoảng 2 mét rưỡi. Đây, 2 mét của tôi đến đây này. Đấy, 2 mét, 2 mét. Cái vườn bên này cũng là của chủ vườn ý. Số điện thoại không, cái số này là số vợ, số này số chồng, các ông tự gọi 0369 531 837. Đã thằng nào bán hàng như tôi chưa? Chò mẹ cái số điện thoại của chủ vườn mà gọi. Cái luống bên này, cái vườn bên này cũng là của nhà này. Thì bên này nó có một nhược điểm, quả nó cũng to, nhưng mỗi tội là vàng hơn, chín hơn. Cái quả bên này thì nó xanh hơn. Thì cái luống bên này cả chiều cao cũng như vậy luôn nhá. Đây, gốc kia cái thứ thì nó rơi vào tầm 5 phân gì đấy. Nó cũng tầm 2 mét rưỡi trở lên. Những cây này nó phải 2 mét 7. Số điện thoại đây, 0369 531 837. Gọi điện luôn. Thì là cái bên này nó quả xanh thì 600. Đấy, cây nào cũng đều như thế này thì không nói làm gì. Đấy, một luống các bạn có thể thỏa thuận giữa tôi và các bạn là bỏ lại những cái cây ít quả, hoặc là một luống bao nhiêu cây được bỏ bao nhiêu cây. Đấy, thì cái luống bên này, cái vừa ruộng bên này là một, từ cái hàng gạch kia kìa, cái cột điện này, còn cái bên kia là của nhà khác. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cái bên này chỉ bán, mới bán có 3 luống thôi, còn 5 luống. Đấy, các bạn hình dung chưa? Thì giá bên này là 600, giá bên này là 400. Chưa có công của tôi. Đấy, nhưng làm sao mà tôi là cái người gọi là đứng mũi chịu sào thì tôi phải có công, nhưng mà tôi sẽ có công bằng cái cách khác. Ví dụ như là 400.000 đấy, các bạn không mặc cả được thì tôi mặc cả được bao nhiêu là công của tôi. Mấy cái thứ hai nữa là tôi tìm được cái ruộng nó rẻ hơn mà nó đẹp hơn thế này. Nhưng mà nếu xấu hơn mà rẻ hơn thì nói là mẹ thì thằng nào chẳng làm được điều ý. Đấy, còn đây, đấy các bạn tham khảo. Đấy, các bạn thích bớt hay thích đấy thì cứ gọi điện tự bớt. Bớt được các bạn về đây các bạn mua. Đấy. Đấy, tự mặc cả những cái cây mà không có quả như này mà đánh như thế này là rất là tùm lum. Mẹ, cái này bán thì lấy ra làm cái gì nhỉ? Đấy, tôi xanh chín thế còn gì nữa. Mà từ trước mình cứ thế chứ có phải là không đâu. Đấy, thì cái cỡ như thế này là 600. Nhưng cái này nó ưu điểm hơn bên kia là cái này nó quả nó xanh. Thì vận chuyển vào đấy thì đến 20, 23 thì nó chín là vừa. Đấy, giống như kiểu các bạn mua nẻ ấy. Các bạn hay có kiểu là thôi cứ hỏi giá nó đã, xong rồi 29, 30 ra mua là vừa. Nó bớt xuống là vừa. Nhưng tôi phải nói thật là như vườn này thì nó hơi sơ. Nhưng chúng ta nắm sơ qua cái giá như thế đã. Tức là giá ở địa phương này chưa có công của cỏ. Nó là 600.000. Cỡ cây thì cao khoảng tầm 2 mét rưỡi trở lên. Gốc thì nó cũng to thổ bố đấy. Gốc này. À, mỗi thân của nó vanh 14. À, mỗi thân con này nó cũng phải tầm 3/4. 4 phần. Đấy. Gốc 8 thì tôi chưa đo. Nhưng mà đại ý cao nó cao được từ 2 mét rưỡi, 2 mét 7. Thậm chí cỡ cây này đánh lên dưới đất là 3 mét. Tức là đánh ra ngoài kia khênh ra ngoài kia mà 3 mét. Cứ nhận từ 2 mét, 2 mét rưỡi. Quả thì to. Quả xanh. Cho nên giá nó cao hơn bên kia 200. Bên này 600, bên kia 400. Số điện thoại tự gọi tự làm việc. Và ở đây có rất nhiều, tôi chỉ quay làm mẫu thôi. Để các bạn biết, còn cây nào nó cũng đều như thế này thì không nói làm gì. Đấy, còn cái việc thỏa thuận là một luống bỏ lại bao nhiêu cây hoặc là như thế nào thì đấy là việc của tôi. Còn ông ấy cứ bảo là 16 ông mới ra thì đấy là tùy các ông ấy. Ông ra có thể mua, không mua qua mình thì càng tốt, đỡ phải đau đầu. Mỗi tháng chỉ còn 4-5 triệu thôi chứ làm gì nhiều. Làm nhiều mệt lắm. Tiền thì cứ chết có mang được tí đeo đâu. Đấy, từ đây giờ đi là hết ruộng. Số điện thoại tôi cho số, cần thiết đọc lại. Số của vợ. Đừng tán người ta, ông nào con trai thì mẹ cứ gọi cho con gái người ta, vợ để mặc cả. Ông nào là đàn bà thì cứ gọi cho số của chồng. Một luống tầm bao nhiêu cây với anh trai đây? Đếm. Đây là số của chồng nhá. Hai ruộng này của người ta thì cái cây vàng hơn, quả vàng hơn thì 400. Cây quả xanh thì 600. Đây ông ấy bảo một luống bao nhiêu cây? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
19 khách đánh trọn mẹ thôi. 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27,